Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viên, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Ông tiên ấm trà. À, Hiếu Hiếu, đến đây hành lễ với Khổng Lão Phu Tử đi. Dạ. Hiếu Hiếu, lễ nghi của cúi chào khi chúng ta làm phải nghiêm túc, bởi vì đây là truyền đạt tâm cung kính trong nội tâm của con. Con biết chưa? Dạ. Hiếu Hiếu, ấm đẹp như vậy lại bị em làm bẩn rồi. Em thật không cung kính cái ấm này rồi. Hơn nữa mẹ vừa mới dọn dẹp xong, em làm vậy cũng là không cung kính đối với thành quả lao động của mẹ. Thật đẹp. Đẹp không? Anh đưa em vào đó chơi nha. Thật sao? Tốt quá rồi. Anh thi triển pháp thuật chào hỏi ông tiên ấm trà trong ấm. Em cúi chào ấm trà cho đàng hoàng, ông ấy sẽ chào đón em vào đó chơi. Nhưng mà em phải nhớ kỹ, thế giới trong ấm có linh tánh, họ chào đón em, em nhất định cũng phải đối xử cung kính với họ. Được, được. Không phải ngoài thân ấm vậy rất nhiều loại hoa đủ màu sắc sao? Sao mà không thấy một đóa hoa nào vậy? À, còn nghĩ vào đây chơi nước nữa chứ. Sao không có gì hết vậy? Lùa người. À, không vui một chút nào. Ây da, đè trúng ta rồi. Quả nhiên là một đứa trẻ không có lễ phép. Chẳng trách mọi người đều không thích con. Mọi người không thích con? Đúng vậy. Con vừa đến mọi người đều chạy cả rồi. Mọi người đều không muốn nhìn thấy con. Ý ông muốn nói là cỏ xanh hoa tươi hả? Đúng vậy. Suối nhỏ cũng chạy mất rồi. Suối nhỏ đi mất, ta cũng bị mắc cạn trên bờ. Rời khỏi nước ta không thể chịu được, đều tại con. Chuyện này... Con xem tử lúc con tiến vào, cúi chào cũng không đàng hoàng. Thật không biết tại sao ông tiên ấm trà lại để con tiến vào. Cúi chào không đàng hoàng. Đúng rồi, cúi chào cần phải khom lưng 90 độ. Hơn nữa phải vô cùng cung kính. Dáng vẻ của con vừa nhìn là biết không cung kính chúng ta rồi. Con muốn về nhà. Mọi người không thích con cũng không muốn ở lại đây chơi nữa. Con quay về đường sau. Con muốn trở về. Cách duy nhất đó chính là mời suối nhỏ quay về. Suối nhỏ dâng nước lên mới có thể đưa con ra ngoài. Chỉ cần con đi mời, suối nhỏ sẽ quay về. Phải xem con có thành tâm hay không. Suối nhỏ ở đâu? Dọc theo con suối, đi thẳng về phía thượng du thì có thể thấy được một hồ lô nhỏ. Đó là nhà của suối nhỏ. Cũng không nói được một tiếng cảm ơn. Đúng là không lễ phép. Thank you.
Còn phải đi bao lâu nữa vậy ta? Wow, đi đường tắt. Hả? Hả? Ông đại thụ ơi, ông có thể nhường đường cho con được không? Ông đại thụ ơi, ông nhường đường cho con có được không? Wow. Hả? Xem ra cuối trà cũng khá tiện lợi đó chứ. Suối nhỏ ơi, xin em đừng tránh anh nữa. Hãy mau trở về con suối đi. Một đường này anh đã rất vất vả mới tìm được em đó. Anh rất thành tâm tới mời em mà. Được thôi, muốn em ra ngoài cũng được. Nhưng mà dòng suối phía trước tích tụ rất nhiều bùn cát rong rêu, em vẫn không thể ra được. Hả? Anh dọn con suối cho thông thoáng rồi em mới ra. Mau tới giúp con. Sao càng ngày càng nhiều vậy? Ta không giúp được con rồi. Ta sắp không thể thở được nữa. Hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đều đang giận con đó. Tại sao? Con không cung kính mà. Hả? Hả? Ông sao vậy? Xin mọi người đừng như vậy nữa. Như vậy sao mình về nhà được chứ? Hiếu Hiếu. Hả? Tại sao cô lại ngồi ở đây khóc vậy? Mọi người đều đang chống lại con. Con muốn về nhà. Hiếu Hiếu, không ai muốn chống lại con hết. Cô biết đạo lý kính trọng người thì được người kính trọng không? Cho nên mọi người không thích con là vì con không yêu quý mọi người trước, khiến mọi người cảm thấy không được tôn trọng. Chỉ cần con tôn trọng và yêu quý người khác trước thì con mới có thể giành được sự tôn trọng và yêu quý của người khác. Mọi người hoan nghênh con đến với thế giới này, nhưng con lại chưa từng quý trọng một lòng vì bản thân mình, phá hoại, thậm chí làm tổn thương sinh linh ở đây. Con khiến mọi người sao mà không giận được? Con biết cúi chào rất quy củ. Hiếu Hiếu, lễ phép không phải làm bề ngoài. Cũng giống như quá trình con đi tìm suối nhỏ, cúi chào rất nhiều người, nhưng con chẳng qua chỉ vì mục đích của chính mình mới làm vậy thôi. Ngoài mặt cung kính nhưng thực ra không có thành tâm. Cúi chào như vậy thực ra không có ý nghĩa gì cả. Con... Hiếu Hiếu, thế giới này rất cần sự tôn kính lẫn nhau, không chỉ là đối với trưởng bối hay là người cần thỉnh cầu, càng phải đối với từng cọng cây ngọn cỏ và sự vạn vật. Con xin lỗi, con sai rồi. Sự không cung kính của con đã tổn thương mọi người. Con sai rồi. Các con à, đừng có tức giận nữa. Cho Hiếu Hiếu một cơ hội đi. Hiếu Hiếu đã biết mình sai rồi. Xin lỗi ông rùa, do con liên lụy tới ông. Được rồi, Hiếu Hiếu, bây giờ con có thể về nhà rồi. Mọi người còn tránh mình hay sao? Còn giận mình hả? Xin lỗi, trước đây mình không cung kính, không quý trọng với mọi người, khiến cho mọi người đều không thích mình. Mình sai rồi, xin mọi người hãy tha thứ cho mình. Sau này mình nhất định sẽ sửa.
thật đẹp. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Thật đẹp. Mẹ ơi, mẹ nghỉ ngơi đi, để con giúp mẹ. Các bạn nhỏ ơi, khi chúng ta cúi chào, truyền đạt tới đối phương không chỉ là hành vi mà còn là thái độ. Chỉ có thực sự làm được cung kính từ trong nội tâm, bạn mới có thể hiểu được đạo lý, kính trọng người thì được người kính trọng. Tạm biệt. Yeah.